Ngày 15 tháng 8, ngay sau lễ phát động phong trào phát huy sức mạnh toàn dân, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm, động viên người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thăm các chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn thành phố. Tại quận 3, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19, khu phố vùng xanh và ký túc xá Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại trung tâm y tế quận 3, đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời thăm hỏi các y bác sĩ và gửi tặng phần quà là thuốc để hỗ trợ lực lượng y tế điều trị cho bệnh nhân F0. Đồng chí mong muốn đội ngũ y bác sĩ mạnh khỏe và tin tưởng quận 3 sớm trở thành quận vùng xanh. Tại đường Vườn Chuối, khu phố 3, phường 4, quận 3 là tuyến đường đã trở thành vùng xanh sau hơn một tháng phong tỏa. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu khu phố không được chủ quan lơ là mà cần tiếp tục gìn giữ, người dân chung sức đồng lòng bảo vệ vùng xanh. Tại khu ký túc xá sinh viên Lào, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, động viên 131 sinh viên Lào, nhất là 20 sinh viên mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, sức khỏe ổn định. Đồng chí mong muốn các sinh viên giữ gìn sức khỏe, cùng đưa thành phố Hồ Chí Minh sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Tại quận 5, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch và một số hộ dân khó khăn. Tại hẻm 207 Trần Bình Trọng, phường 3, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và đánh giá cao vai trò của tổ COVID cộng đồng. Sau đó, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm đội cấp cứu lưu động phản ứng nhanh tại Hội Chữ Thập Đỏ, quận 5. Tại đây, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc người dân. Tại quận 10, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Phó trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh đến khu cách ly thu dung F0 ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, quận 10, thăm hỏi, tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ. Khu cách ly có 6 bác sĩ, 12 điều dưỡng để chăm sóc cho 110 F0. Đoàn cũng đến tặng quà cho gia đình chị Đoàn Thị Liễu, quê Quảng Ngãi, ngụ phường 14, quận 10. Gia đình chị vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh gần 13 năm. Từ khi dịch bệnh xảy ra, chị tạm ngưng công việc ở nhà với 2 con. Lắng nghe chia sẻ từ chị Liễu, Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên người dân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Người dân có khó khăn gọi ngay cho lãnh đạo phường để nhận được hỗ trợ kịp thời.